Tập 15. Chuyện nhập khẩu thiết bị hóa học từ Đức về Trung Quốc. Ông Klaus và ông Kawagishi đã giao cho chúng ta làm rồi. Tại sao người Đức lại cứ không đồng ý dùng đồng mắt Đức để thanh toán chứ? Có lẽ là do dùng mắt Đức thì nổi quá. Họ chỉ muốn chuyện này giữ bí mật một chút. Vậy dùng gì để thanh toán? Đương nhiên là đô la Mỹ. Đô la Mỹ. Nhưng Mỹ là kẻ địch chung của Nhật và Đức. Làm như vậy thì thành ra ủng hộ tài chính của Mỹ còn gì? Đâu có nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi tôi nói với cô rồi đó. Chuyện này thật sự rất bí mật. Chúng ta đi đâu tìm lắm đô la Mỹ chứ? Nếu như thiết bị này không gấp thì có khi cứ đổi từ từ là đổi được đô la Mỹ thôi. Các cô cần lô thiết bị này làm gì vậy? Tôi không biết. Tôi cũng vô cùng muốn biết. Nhưng cấp bậc của tôi không đủ. Lần này đại doanh nghiệp của chúng tôi làm bảo mật rất nghiêm ngặt, không để lộ bất cứ thông tin gì. Tôi chẳng biết gì hết. Những chuyện này tôi cũng không quản lý. Cô đừng nghĩ nhiều như vậy. Michiko cố tình khiến cho chuyện này trở nên vừa mơ hồ vừa nghiêm trọng. Cô ấy nghĩ nếu Lâm Sở Phong là đặc công thì sẽ có động tĩnh, sau đó vội vã gửi điện báo cho cấp trên. Nè Dân Đoá, thiết bị hóa học này còn hơn nửa tháng nữa mới đến Thượng Hải. Tôi có thể bảo đảm với cô, trong nửa tháng này tôi nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc. Anh dùng cách gì? Đương nhiên là lợi dụng cloud. Đây là gì? Nguy hiểm. Có người nói có thể người Nhật sẽ dùng bom hóa học để cho nổ Trùng Khánh. Điều này vô cùng nguy hiểm với lãnh sự quán ở Trùng Khánh của chúng ta. Anh nghi ngờ người Nhật sẽ dùng thiết bị chúng ta cung cấp để tạo bom hóa học phải không? Đúng. Điều này đúng là rất nguy hiểm. Hơn nữa không phù hợp với hình tượng cao quý của các sắc tộc German. Alo. Một tiếng sau chúng ta gặp ở Ai Quai. Được. Từ sau khi Michiko tiết lộ thông tin cho Lâm Sở Phong, phòng điện tín Bộ Tư lệnh Nhật quân Thượng Hải thu được mấy chục tin điện báo khả nghi. Nhưng Michiko không thể tìm được một từ khóa quan trọng trong số đó: thiết bị hóa học. Kết quả này khiến cô ta vô cùng thất vọng. Thân phận phiên dịch cho lãnh sự quán Đức của anh đúng là tiện ghê đó. Gần như chẳng tốn chút sức nào có thể xác nhận được suy đoán của chúng ta. Cô nói thì nhẹ nhàng lắm. Lúc đầu để được Klaus tin tưởng, suýt chút nữa tôi mất mạng rồi đó. Thực ra Klaus rất đa nghi, so với vẻ tiên sinh cấp trên của cô không kém gì đâu. Sau này bớt nhắc tới tên người đó trước mặt tôi đi. Sở Phong, anh nói cấp trên đã đồng ý để anh và Dân Đoá ly hôn. Vậy thì cô ấy có thể nhanh chóng dọn ra khỏi nhà của anh. Không dễ gì đâu. Bây giờ anh nghi ngờ Đảng Quốc Dân không muốn từ bỏ nguồn tình báo của anh. Sở Phong, sao vậy? Không có gì. Lãnh Mai, anh biết bây giờ anh với Dân Đoá đang sống cùng với nhau, nhưng em hiểu anh mà phải không? Trong lòng anh chỉ có em hiểu anh mà. Sở Phong,
em có thể thông cảm cho anh. Cho nên anh yên tâm đi. Chỗ thiết bị hóa học đó sắp được chuyển đến Thượng Hải rồi. Không phải anh đang muốn Lao xác nhận chuyện này với Ai Quai sao? Không cần xác nhận đâu. Ai Quai đã nói thật là muốn dùng lô thiết bị hóa học này để làm bom hóa học cho nổ Trùng Khánh. Cho nên chúng ta nhất định phải cho nổ lô thiết bị hóa học đó. Chuyện lớn như vậy anh nhất định phải báo cáo cho đồng chí Từ Thạch. Xem ra bây giờ thực sự đã đến thời điểm tồn vong của dân tộc chúng ta. Phải đó. Cho nên chúng ta càng nên đoàn kết chống giặc. Đây là nguyện vọng lớn nhất của chúng ta. Anh đi đây. Em bảo trọng nha. Sở Phong, anh nói xem, chúng ta có thể sống đến ngày tiêu diệt được giặc Nhật hay không? Được chứ? Nhất định là được. Nhất định phải cho nổ đi. Tuyệt đối không để người Nhật tạo ra bom hóa học. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là số người biết được lô thiết bị này ngày mai sẽ được chuyển đến Thượng Hải không nhiều đâu. Rất dễ tra ra cậu đó. Hơn nữa Ono vẫn luôn nghi ngờ cậu mà phải không? Xem ra chúng ta phải nghĩ ra một cách vẹn toàn hơn. Vừa phải đảm bảo sự an toàn cho cậu, vừa phải đảm bảo cho nổ được thiết bị đó. Thiết bị này chuyển tới bến tàu, không lâu sau sẽ bị chuyển đi. Tôi chỉ sợ không còn nhiều thời gian để nghĩ ra cách vẹn toàn đâu. Nếu như họ thực sự làm ra vũ khí hóa học để cho nổ Trùng Khánh thì sẽ lớn chuyện đó. Cho nên vì kế hoạch này, cho dù có bại lộ thì cũng đáng. Sở Phong, chuyện cho nổ thiết bị cứ giao cho tôi đi. Nếu có nguy hiểm thật, cậu sẽ phải gánh đó. Không sao, tôi sẽ cố gắng hết sức thoát khỏi Ono. Tôi chơi chưa chán với hắn đâu. Tôi đi đây. Cái gì? Bị nổ rồi. Khốn nạn. Cái gì nổ? Lô thiết bị hóa học đó. Vừa rồi vệ tiên sinh có hẹn tôi tới gặp. Nói là Cộng sản đảng đề nghị dừng nhiệm vụ của chúng ta. Anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện này chắc chắn chưa? Về chuẩn bị đi. Bốn chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì. Có muốn ăn một bữa chia tay không? Tôi thấy không cần đâu. Khẩu vị không giống nhau, không ăn chung được đâu. Anh nói cái gì? Cấp trên của chúng ta quyết định để Lâm Sở Phong với Trần Đoá chia tay sao? Phải đó. Tôi khuyên cô đừng có mừng quá sớm. Cho dù hai người đó có tách nhau ra thì cô cũng không thể về bên anh ta đâu. Bây giờ cô chỉ có thể làm vợ tôi thôi, chứ không có cơ hội cưới Lâm Sở Phong đâu. Vậy nên tôi đành phải lấy thêm vợ thôi. Anh... Hơn nữa, Lâm Sở Phong có thân phận đặc biệt, có giá trị tình báo vô cùng lớn. Vệ tiên sinh của chúng tôi có thể dễ dàng để dân đoá rời xa sao? Theo như tôi thấy, trừ khi kháng chiến thắng lợi, còn không thì đừng mơ. Chiến tranh chính trị tàn khốc mà, cô không hiểu được đâu.
Dân đó, chúng ta có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới gì chứ? Tổ chức phía các anh muốn chúng ta nhanh chóng tách ra còn gì? Không sai. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận để loan tin trước, để người khác không cảm thấy đột ngột. Lý do anh tự nghĩ ra đi. Tôi không có muốn nghĩ tới đâu. Hay là như vậy đi, cứ lấy chuyện lính Nhật làm nhục cô lần trước làm cớ. Cô cứ nói với người khác, tôi là một thằng đàn ông có quan niệm lỗi thời, không thể chấp nhận việc cô từng bị người đàn ông khác động vào. Tôi cũng không muốn để người đàn ông khác động vào tôi đâu. Nhưng mà nếu người đó là anh thì tôi cam tâm tình nguyện. Cô nói như vậy là có ý gì? Anh làm ơn tự nghĩ đi. Nói chung là tôi không muốn rời xa anh đâu. Thật sự đó. Thực ra nếu cô thực sự muốn làm việc cùng với tôi thì cũng không phải là không thể, nhưng chỉ có thể ở tổ chức của chúng tôi. Anh muốn tôi về làm dâu nhà anh sao? Thì nhà cô cũng muốn bắt tôi làm rể mà. Đừng có cố. Tín ngưỡng của tôi là tuyệt đối không thay đổi đâu. Anh Lâm, anh muốn bỏ vợ, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Sao lại tới mức này? Anh Ono, anh đừng nhắc nữa. Nói ra lại thấy phiền lòng thôi. Chúng ta là bạn tốt, cũng là hàng xóm thân thiết. Tôi thật sự không muốn thấy hai vợ chồng của anh chia tay. Làm ơn đừng mà. Nói tới chuyện này thì phải trách người Nhật các anh. Từ hôm dân đó bị hai lính Nhật làm nhục giữa đường, tôi nhìn dân đó cứ cảm thấy khó chịu, suốt ngày cãi nhau. Cuộc sống như vậy làm sao mà tôi sống nổi được chứ? Anh phải thông cảm cho tôi. Anh Lâm, một lần nữa xin lỗi anh. Bộ tư lệnh hiến binh các anh phải quản lý sĩ binh cho tốt. Thật sự là không ra làm sao. Phải đó, phải. Hai sĩ binh đó, một đã bị đánh chết rồi, người còn lại cũng đã bị đưa ra tiền tuyến. Anh cũng trút giận được rồi, sao còn phải ly hôn như vậy? Anh Ono, không thể nói như vậy được. Cái này gọi là thất tiết. Tôi nghĩ anh cũng đã nghe nói. Người xưa có câu, chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Vẫn phải ly hôn. Anh Ono, anh vẫn còn nhớ lần làm nhiệm vụ ở quán trà Thiên Nguyên không? Tôi đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng giờ có manh mối mới. Cái này là thứ được phát hiện ở hiện trường. Giấy gói ở quầy bánh hoa hồng. Cái này thì có gì đáng nghi? Vào ngày làm nhiệm vụ, người của chúng ta từng nhìn thấy có một tay súng vừa ăn bánh hoa hồng ở quầy, vừa nổ súng. Nhưng đáng tiếc là không nhìn thấy mặt của hắn. Manh mối này phải tiếp tục điều tra. Cảm ơn ông chủ. Không có gì đâu, tạm biệt. Chào anh, ông chủ. Cho tôi một gói bánh hoa hồng. Anh Ono, anh coi. Giấy gói giống hệt luôn. Nhìn thử xung quanh, ở đây có những ai ở? Hầu hết người sống ở đây đều là nhân viên ngân hàng của Tây, hoặc là ngân hàng ở địa phương. Còn một số ít là nhân viên của cơ quan chính phủ. Hương vị thế nào? Cái gì? Chưa ăn bao giờ. Vậy thì thử đi. Hương vị không tồi. Vậy khi nào chúng ta hành động? 7 giờ tối nay. Để họ tan làm về nhà, mang về cho Nobuko một gói. Nhất định cô ấy sẽ thích. Kêu Nobuko mời hàng xóm thân thiết Âu Dương Dân đó ăn cùng đi, xem cô ta phản ứng ra sao. Ngoài ra, cho người âm thầm theo dõi cô ta và Lâm Sở Phong.
để xem bọn họ sẽ đóng vai gì trong nhiệm vụ của chúng ta tối nay. Biết rồi, thiếu cặp vợ chồng này, vở kịch của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mặc kimono đó. Tuần sau là sinh nhật của tướng quân Yoshida, anh Ono cũng phải đi tham gia tiệc sinh nhật. Đẹp quá. Này Dân Đoá, anh Ono đi nói chuyện với anh Lâm rồi. Kết quả có lẽ không được tốt lắm. Xin lỗi nha. Xin lỗi sao? Là sĩ binh của chúng tôi đã làm. Chuyện này không liên quan tới cô đâu. Cũng tại Lâm Sở Phong đó là một kẻ hết sức hẹp hòi. Hai người thực sự định chia tay sao? Đúng. Vậy cô sau này định sống ra sao? Có lẽ sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian, hoặc có khi sẽ nhanh chóng rời đi. Rời đi? Cô định đi đâu? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Dân Đoá, thực ra hai người ở bên nhau phải biết nhường nhịn, chủ yếu là cô đó. Có những lúc tôi nghĩ là cô nên nhường anh ấy một chút. Nhường nhịn sao? Lâm Sở Phong được voi sẽ đòi tiền đó. Là anh ấy đòi tiền, cô được voi. Nobuko, cô tốt thật đó. Được rồi, cô đợi tôi ở đây. Ono mang về cho tôi bánh hoa hồng ngon lắm. Tôi lấy cho cô một ít trà mát nha. Đợi tôi đi. Bánh hoa hồng sao? Cô và anh Lâm sẽ không ly hôn đâu. Cô đừng có nghĩ lung tung nữa. Nào, nếm thử xem. Đây là bánh hoa hồng mà Ono đem về cho tôi, ngon lắm đó. Cô ăn đi. Chắc chắn là Lưu Phúc Lâm đã để lộ sơ hở ở quầy bánh hoa hồng rồi. Nếu không sao tự dưng lại mời mình ăn cái này chứ. Mình phải nhanh chóng báo cho anh ta biết. Thế sao? Tôi không quen mùi này. Nobuko, chuyện hai vợ chồng tôi, cảm ơn cô và anh Ono nha. Bây giờ tôi phải về rồi. Sao? Cô đi luôn sao? Ngồi thêm chút đi, cô còn chưa uống trà mà. Nhà tôi hôm nay đã hết thức ăn rồi, tôi phải đi mua đây. Chưa có ly hôn, người vẫn phải sống thôi. Được rồi, tôi về nha. Tạm biệt. Bắt máy đi, bắt máy nhanh lên. Alo, xin chào, đây là lãnh sự quán Đức. Tôi là vợ của anh Lâm, tôi tìm Sở Phong. Mà gọi vào văn phòng của anh ấy, tại sao không ai nghe máy? Anh có biết anh ấy đi đâu được không? Anh gọi lại giúp tôi đi. Cô Lâm, anh Lâm ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ về nhanh thôi. Cô có việc gì muốn tôi nói lại với anh ấy không? Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gọi lại nha. Cảm ơn anh. Quỳnh Thánh đây. Quỳnh Thánh nóng đây. Quỳnh Thánh đây. Nè cô,
ở đâu vậy ta? Nè cô à, cô tìm ai vậy? Tôi tìm số 8 ngõ Tường Dân. Có phải tôi đi nhầm đường được không? Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không có nhà đó. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Bánh hoa hồng ở đây ngon lắm. Không không không, ý tôi muốn nói, bình thường có những ai hay ghé mua bánh hay không? Anh hỏi chuyện này sao? Tên khốn đáng chết này rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi? Cho tôi mượn điện thoại nha. Dạ vâng thưa cô. Nghe điện thoại đi đồ khốn. Alo, xin chào, lãnh sự quán Đức xin nghe. Tôi là vợ của anh Lâm đây. Tôi gọi cho Sở Phong vẫn không thấy nghe máy. Có phải anh ấy về nhà rồi không? Chắc không đâu, anh ấy vẫn chưa thấy về. Là như vậy, anh ấy không chịu trả lời điện thoại của tôi. Tôi đang không biết bữa tối nay nên làm sao. Thôi cảm ơn anh nha, tạm biệt. Cảm ơn nha. Đến rồi. Tiền của anh đây. Dừng, cảm ơn. Sao anh về trễ vậy chứ? Lẽ ra phải về sớm mới đúng. Tôi đi mua bánh hoa hồng ăn cho đỡ thèm. Cô vội vàng cái gì chứ? Tối nay ăn gì đây? Ăn bánh hoa hồng của anh đi. Tiền xe của anh đây. Dạ cảm ơn. Vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống cà phê sao? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Dân đó đã vào trong rồi. Hôm nay tôi tới nhà của Ono. Nếm thử xem. Đây là bánh hoa hồng Ono đem về. Ngon lắm đó. Cô ăn đi. Tôi đoán là đến tối Ono sẽ làm gì đó. Nhưng bây giờ nhóm của Lưu Phúc Lâm không biết gì hết. Nhất định phải báo cho Lưu Phúc Lâm và Lãnh Mai để họ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi tới nhà của họ rồi, xung quanh toàn đặc vụ thôi. Anh cũng bị theo dõi rồi. Chắc chắn Ono đã có âm mưu đợi chúng ta đâm đầu vào. Vì cũng phải chuyển điện đài đi. Nếu không thì lớn chuyện đó. Tôi bắt buộc phải đi một chuyến. Đi kiểu gì chứ? Để tôi nghĩ đã. Tử Hào, Sở Phong, nào qua đây. Qua đây nói chuyện đi. Có chuyện gì mà thần bí vậy?
Nè Tử Hào, tôi nợ một món tiền lớn, bây giờ họ đang đuổi giết tôi, đang ngay ngoài cửa kia. Họ bảo hôm nay tôi không trả tiền sẽ không khách khí với tôi. Hay là như vậy, chúng ta đổi quần áo đi, tôi về nhà lấy ít tiền trả đỡ đã. Vợ của tôi ở đây, anh ngồi với cô ấy một chút được không? Tất cả đều là thật sao? Phải. Nè Sở Phong, anh đáng thương thiệt đó. Thầy ở đây luôn sao? Đương nhiên là không. Chúng ta vào nhà vệ sinh đi. Đi. Mấy cậu đó, để mắt cho kỹ vào. Dân, có gì báo ngay cho tôi biết. Giặc càng ngày càng đến gần. Phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Cùng lắm thì chết chung. Nếu như thực sự phải chết, tôi vẫn còn một điều hối tiếc. Hối tiếc cái gì? Lãnh Mai, chúng ta giả làm anh em lâu như vậy rồi, về mặt tình cảm, cô có thể làm người yêu tôi trong một phút không? Sao giờ này còn nói chuyện đó? Chỉ một phút thôi cũng được. Cô cứ coi như dối lừa tôi đi. Tôi không lừa anh được đâu. Lời nói dối thiện ý cũng là một kiểu lừa dối. Cô đúng là cứng nhắc. Được rồi, đừng nói nữa. Giờ phải làm sao đây? Theo như phương án dự bị, để vào chỗ an toàn đi. Giặc lục soát quy mô lớn như vậy, chỗ an toàn cũng chưa chắc an toàn đâu. Dù có tra ra thì cũng phải xác nhận là ai đã chứ. Chúng ta hoàn toàn có thời gian thoát thân. Đi thôi. Được. Báo cáo, hơn một tiếng trước chúng tôi tìm thấy cái này ở gần đây, nhưng không thấy ngựa ở đâu. Người này đang ở nhà chờ chúng ta đó. Hành động đi. Rõ. Xuất phát. Lục soát tất cả các nhà trong phạm vi này, không được để lọt nhà nào hết. Rõ. Hai người đi. Đồ xong chưa? Xong rồi. Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi cũng nghe thấy. Tình hình phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều rồi đó. Phải. Cô nhớ nha, nếu như có bị bắt thì đổ hết mọi chuyện lên đầu của tôi. Nghe lời tôi, đây là mệnh lệnh. Anh không ra lệnh cho tôi được đâu. Anh có phải cấp trên của tôi đâu. Hơn nữa trên điện đài toàn là dấu chân tay của tôi. Anh nên đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi mới đúng. Trên điện đài cũng có dấu chân tay của tôi đó thôi. Cô nghe tôi đi, nếu bị bắt cô phải phản bội ngay. Phản bội? Phải. Tôi không kêu cô nhận cô thuộc đảng cộng sản. Cô cứ nhận cô là quân thống, là nhân viên tình báo của tôi. Những cái khác thì cô không biết gì hết. Cô nhớ chưa? Tôi đảng viên đảng cộng sản chúng tôi không làm vậy đâu.
Có phát hiện gì không? Báo cáo. Không phát hiện được gì. Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi. Tôi làm việc trong ngân hàng của Tây. Khi anh đến rút tiền đó. Nhiều khi không. Lần cuối tôi đi rút tiền là lâu lắm rồi. Tôi đang nói là gần đây mà. Vì gần đây khi anh đi rút tiền. Gần đây tôi chưa đến ngân hàng Tây lần nào. Với cơ bánh hoa hồng ở quầy bánh là hắn giết. Trưởng quan, tôi chỉ giết cái vỏ bánh hoa hồng mà các anh phải tới nhà tôi lục soát như vậy. Có cần nghiêm trọng quá vậy không? Ngoài đường đầy người giết vỏ bánh mà không phải sao? Vậy nè trưởng quan, Chuyện này không phải chỉ cái vỏ bánh mà gây ra chuyện lớn gì chứ. Đưa họ lên trên đi. Đi. Nhanh lên. Mở chỗ này ra. Đi. Thank you.
Khốn kiếp, lần này lại tốn công vô ích rồi. Trong đó nhất định có dấu điện đài. Chỉ có điều có người đến lấy điện đài trước chúng ta rồi. Anh nghi ngờ kẻ đó là Lâm Sở Phong hay là Âu Dương Chân Đoá? Nhưng Lâm Sở Phong và Âu Dương Chân Đoá đều ở quán cà phê. Người của chúng ta đứng canh suốt, tôi nghĩ họ không dễ dàng thoát thân đâu. Người bây giờ đang ở quán cà phê chưa chắc là Lâm Sở Phong đâu. Chúng ta phải nhanh chóng quay lại quán cà phê, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng thôi. Nhanh lên, đến quán cà phê. Hai người họ còn trong đó không? Dạ còn, chúng tôi luôn canh họ. Cậu có chắc người bên trong chính là Lâm Sở Phong không? Chắc chắn. Anh Uno, sao vậy? Có chuyện gì? Tôi qua mắt thôi, tôi nhận nhầm người. Anh Uno, một câu nhận nhầm người của anh sẽ ảnh hưởng tới tình cảm với hai vợ chồng chúng tôi đó. Sau đây tôi ngồi với người đàn ông khác uống cà phê cả buổi sao? Còn nữa nha, phiền anh mời ba cậu kia mỗi người một ly cà phê đi. Từ khi chúng tôi vào đây, chúng tôi ngồi bao lâu thì bọn họ ngoài cửa canh bấy lâu. Tôi không biết như vậy là có ý gì chứ. Cô Lâm, xin đừng hiểu lầm. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cho nên các cậu đây, chúng tôi đặc biệt mời họ đến bảo vệ cho anh Lâm. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Tối ngày hôm nay xôn xao tới như vậy mà hai chị vẫn bình tĩnh ngồi câu cá. Bái phục. Được rồi, nhanh đưa cô Lâm về nhà đi. Về nhà thôi, đi. Sở Phong, nghe nói anh với Ono chạy đua, anh còn chạy nhanh hơn xe máy. Anh đi đường tắt thôi, chút nữa là bị bắt rồi. Vậy còn điện đài, anh để đâu rồi? Anh giấu trong qua viên dưới nhà đó. Vậy xem ra lần này Ono thực sự để mắt tới anh rồi đó. Ono luôn nghi ngờ anh, chỉ là không có chứng cứ xác thực thôi, cho nên hắn không bắt được anh. Tôi đã điều tra toàn bộ thông tin của những người này, đã điều tra vô cùng rõ ràng. Chính là hắn. Hắn tên là Lưu Phúc Lâm, rất thích ăn bánh hoa hồng. Nhưng điều đáng nghi nhất là hình như anh ta quen Lâm Sở Phong với Âu Dương Chân Đoá. Sở Phong, tiếp theo có phải chúng ta nên rút đi không? Không thể rút được. Chỉ cần chúng ta có động tĩnh, Ono sẽ phát hiện ra. Được. Vậy khởi động được điện đài chưa? Không được. Chuyện khởi động điện đài lúc nào thì phải nghe lệnh của anh.
有声。